Kính thưa quý vị đại biểu, khách khí cùng các anh các chị thân mến, đã 43 mùa xuân đi qua, những lời ca của ca khúc Bài ca thống nhất vẫn vang mãi trong lòng hàng triệu trái tim của những người con đất Việt. Có lẽ một trong những yếu tố giúp ca khúc này có sức sống mạnh mẽ là bởi nó ghi lại một giai đoạn hào hùng của dân tộc, đồng thời cất lên tiếng nói và tâm hồn người Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đất nước thống nhất, mơ ước mấy chục năm, ý nguyện của hàng chục triệu người dân Việt Nam khi ấy đã thành hiện thực. Giờ đây, người dân Việt có thể thư thái ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Tổ quốc, của giang sơn gấm vóc. Nhạc sĩ Võ Văn Di đã rất nhạy cảm, nắm bắt được trạng thái viên mãn ấy, sáng tác bài hát Bài ca thống nhất. Và sau đây, xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức ca khúc này qua phần trình bày của Như Tình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Việt Nam đón xuân về.
dỗ khoan, là khoan dỗ khoan, là khoan. Xin được cảm ơn Như Tình rất nhiều.